Thiên Ý xin chào quý các thính giả của kênh HTD News. Rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Tên lửa ATX-M mang sự khó chịu đến với quân Nga. Bộ chỉ huy Moscow phải đưa ra quyết định đau đớn. Kính thưa quý vị, hai tuần kể từ khi Tổng thống Ukraine Zelensky lần đầu tiên xác nhận việc chuyển giao tên lửa ATX-M từ Hoa Kỳ, các báo cáo tiếp tục gia tăng, cáo buộc tấn công có sức tàn phá cao được thực hiện nhằm vào các mục tiêu Nga ở Ukraine bằng cách sử dụng những vũ khí tầm xa này việc vận chuyển liên tục tên lửa Atrams có thể sớm tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng năng nghiêm trọng cho quân đội của Nga đang xâm lược Ukraine. Các nhà hoạch định quân sự của Putin sẽ cần phải cân bằng nhu cầu rút một số mục tiêu ưu tiên nhất định ngoài tầm bắn của tên lửa Atrams, đồng thời tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các lực lượng tham gia giao tranh ác liệt dọc tuyến đầu của cuộc chiến sự xuất hiện được chờ đợi từ lâu của tên lửa AHM ở ukraine ban đầu khiến hầu hết các nhà quan sát mất cảnh giác không giống như các đợt giao hàng các loại vũ khí mới trước đây thường được các đối tác của ukraine hé lộ trước với các thông báo công khai mỹ đã chọn gửi tên lửa AHM mà không có bất kỳ sự phô trương nào điều này giúp ukraine tận dụng yếu tố bất ngờ khi tiến hành các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào các căn cứ không quân của nga ở ukraine bị chiếm đóng vào giữa tháng 10. Các cuộc tấn công ATAS đầu tiên này được cho là đã phá hủy ít nhất hơn 20 máy bay trực thăng quân sự của Nga và các thiết bị có giá trị cao khác tại các căn cứ không quân gần Berdyansk và Luhansk ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Điều này khẳng định tính hiệu quả của phiên bản đầu đạn cụm của tên lửa ATAS được chuyển giao cho Ukraine. Cho đến nay, Mỹ được cho là đã cung cấp cho Ukraine tên lửa ATAS có tầm bắn 165 km. Mặc dù vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về thời gian và quy mô của việc chuyển giao tên lửa tiếp theo, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Hoa Kỳ hiện sẽ duy trì các chuyến hàng thường xuyên tên lửa Atlas và cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các mẫu tên lửa tầm xa hơn. Các tên lửa Atlas đầu đạn chùm mà Ukraine được cho là hiện đang sở hữu là vũ khí rất hiệu quả chống lại các mục tiêu tương đối không được bảo vệ như trực thăng và máy bay, hệ thống phòng không, chiến hạm, cơ sở bảo trì và kho đạn dược. Các quan chức quân đội Nga chắc chắn sẽ tìm cách rút khẩn cấp các mục tiêu hấp dẫn nhất về hậu phương. Tuy nhiên, có những hạn chế thực tế về số lượng thiết bị quân sự của Nga có thể được rút về mà không khiến quân đội tiền tuyến dễ bị tổn thương. Ví dụ, Nga đã phụ thuộc rất nhiều vào trực thăng quân sự trong những tháng gần đây để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine và ngăn chặn bất kỳ bước đột phá nào. Nếu những chiếc trực thăng này hiện được rút hoàn toàn khỏi phạm vi hoạt động quay Task, điều này sẽ hạn chế đáng kể lượng thời gian chúng có thể được triển khai trong hoạt động tiền tuyến. Trong những tuần tới, có vẻ an toàn khi cho rằng một trong những mục tiêu chính của Atrams sẽ là các hệ thống phòng không của Nga được triển khai để bảo vệ quân đội Nga ở miền Nam và miền Đông của Ukraine. Với tốc độ của tên lửa Atrams và khoảng cách tương đối ngắn, các hệ thống phòng không của Nga sẽ gặp khó khăn lớn trong việc đánh chặn các cuộc không kích của Ukraine một cách hiệu quả. Đã có báo cáo sơ bộ rằng, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống s 400 gần Luhansk bằng tên lửa Atrams Việc phá hủy một cách có phương pháp các hệ thống phòng không của Nga ở Ukraine bị chiếm đóng sẽ mở đường cho các cuộc tấn công rộng rãi hơn liên quan đến máy bay không người lái và tên lửa hành trình như tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Ukraine đã sử dụng chiến thuật tương tự ở Crimea bị chiếm đóng với một loạt cuộc tấn công vào các hệ thống phòng không trong những tháng mùa hè, tạo tiền đề cho các cuộc tấn công quy mô lớn vào tháng 9 nhằm vào một chiến hạm, một tàu ngầm và trụ sở của hạm đội Biển Đen của Nga. Thiệt hại đối với các hệ thống phòng không tích hợp của Nga sẽ giúp các máy bay không người lái trinh sát Ukraine dễ dàng thu thập thông tin tình báo và phối hợp phản công hơn. Các chiến huy Ukraine cũng có thể sẽ tìm được cách sử dụng khả năng tấn công nâng cao do tên lửa AITAS cung cấp để nhắm vào các cơ sở bảo trì và kho vũ khí của quân đội Nga ở xa chiến tuyến. Bằng cách buộc các chỉ huy Nga di chời các mục tiêu có giá trị cao này ra xa mặt trận. Ukraine sẽ làm sói mòn hiệu quả chiến đấu của lực lượng xâm lược của Putin. Tên lửa mạng đầu đàn chùm được chuyển giao cho Ukraine, không phải là vũ khí kỳ diệu có khả năng thay đổi cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine. Thật vậy, để nhắm mục tiêu một cách hiệu quả vào các liên kết hậu cần chính như cầu và sở chỉ huy kiên cố Ukraine sẽ cần nhận được phiên bản đầu đạn thống nhất của ATAS. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tên lửa ATAS trên chiến trường Ukraine tạo ra nhiều cơ hội mới cho các chỉ huy Ukraine, đồng thời khiến cuộc sống của đối thủ Nga trở nên khó chịu hơn nhiều. Xin chuyển qua một phần tin tức bình luận khác. Những đường dây hậu trường kết nối Nga-Ukraine Quý vị thân mến, cách xa tầm mắt công chúng, và phía sau khói lửa chiến tuyến, Ukraine và Nga vẫn trao đổi thông tin với nhau nhờ những kênh liên lạc đặc biệt. Hai nước đang đàm phán về một số vấn đề cốt lõi như trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ tử trận, tàu thiền qua lại các cảng biển đen của Ukraine và gần đây nhất là thỏa thuận đưa trẻ em Ukraine trở về từ Nga. Trong một số trường hợp, Moscow và Kiev sử dụng các bên trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Arab Saudi, Vatican và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC. Nhưng hầu hết các cuộc trao đổi đều được thực hiện trực tiếp giữa hai bên bởi những đại diện cá nhân và thông qua điện đàm, theo các quan chức Ukraine tham gia quá trình thảo luận. Không bên nào muốn quảng bá rầm rộ về những kênh hậu trường này. Dimitro Diop quan chức tình báo quân sự ukraine người đứng đầu một trung tâm điều phối giám sát các cuộc đàm phán trao đổi tù binh cho hay việc đó vô cùng khó khăn về mặt cảm xúc yusup nói thêm họ là kẻ thù nhưng nếu muốn đàm phán thì chúng ta phải vượt qua được chiến sự lợi ích chúng tôi hiểu rằng bất kể điều gì đã xảy ra bất kể mối quan hệ hiện tại giữa hai bên như thế nào chúng tôi với tư cách người ukraine luôn quan tâm đến việc đưa những người bảo vệ chúng tôi trở về nếu từ chối mọi kênh liên lạc, chúng tôi sẽ không thể làm điều đó. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Polyak nói rằng, các kênh trung gian chỉ đóng vai trò dự phòng. Để chúng tôi có thể tự làm được, thì chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết. Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh hiện nay, không có nhiều cơ hội đàm phán nhằm kết thúc chiến sự. Tháng 3 năm 2022, hàng loạt cuộc đàm phán hòa bình đã thất bại. Thay vào đó, các kênh liên lạc hậu trường thường được Ukraine và Nga sử dụng để thảo luận về những lợi ích chung, trong đó có việc trao đổi tù binh. Về phía Nga, việc đàm phán trao đổi tù binh được thực hiện bởi một trung tâm điều phối trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, trong đó có Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Yusuf cho hay, các chính trị gia Nga và những đội quân chiến đấu như nhóm linh đanh thuê nợ và Abmark do lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov điều hành cũng đã tiến hành vận động để thả tù binh. Công ước Geneva kêu gọi trao đổi tù binh sau khi chiến sự kết thúc. Nhưng theo Yusuf, Ukraine mong muốn nhận lại các binh sĩ bị bắt càng nhanh càng tốt vì lo ngại họ có thể bị ngược đãi. Không bên nào tiết lộ có bao nhiêu binh sĩ đã bị bắt. Các cuộc trao đổi tù binh, cùng với việc trao đổi thi thể những binh sĩ thiệt mạng, hầu hết diễn ra ở khu vực mi phía đông bắc của Ukraine, nơi duy nhất trên biên giới mà lực lượng Nga không tích cực tiến công tuy nhiên pháo kích vẫn xảy ra hàng ngày và lệnh ngừng bắn thường sẽ được tuyên bố khi quá trình trao đổi diễn ra ole kotenko quan chức ukraine giám sát việc chuyển giao và tìm kiếm binh sĩ mất tích cho biết khoảng hai lần một tháng nga và ukraine sẽ chở thi thể các binh sĩ thiệt mạng tới điểm gặp mặt trên những chiếc xe tải đông lạnh để tiến hành trao đổi những chuyên gia của ủy ban chữ thập đỏ quốc tế sẽ kiểm tra tài liệu liên quan các thành viên của cơ quan an ninh nga và ukraine đứng quan sát Câu trên câu cho hay rằng, thời gian, địa điểm và số lượng thi thể sẽ được thống nhất với phía Nga. Nói thêm rằng, đường dây liên lạc do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khởi xướng vào mùa hè năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành địa điểm chính để hai bên xúc tiến đàm phán khi cả bê tắc. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã xây dựng thành công mối quan hệ với Nga và Ukraine. Ông lên án cuộc xâm lược của Moscow nhưng đồng thời cũng bác bỏ các biện pháp trừng phạt phương Tây nhằm vào Nga và đóng vai trò cầu nối cho lĩnh vực tài chính Nga. Đã có một số cuộc gặp giữa quan chức Ukraine và Nga ở Istanbul, nhưng nội dung đàm phán thường không được tiết lộ và tổng số cuộc họp cũng không rõ ràng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostam Dimitrov là một trong những quan chức dẫn dắt các cuộc đàm phán tại Istanbul cho đến tháng 9. Là người dân tộc Tatar Crimea, Ông thông thạo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và đã phát triển được các mối liên lạc ở Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình đàm phán thả tù nhân Tata sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. Thỏa thuận ngũ cốc được công bố hồi tháng 7 năm 2022 là kết quả của một quá trình đàm phán như vậy, kéo dài trong nhiều tháng. Thứ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine, Ukraine Vaskov, người tham gia đàm phán, cho biết không có cuộc gặp trực tiếp riêng nào giữa đôi bên về thỏa thuận ngũ cốc. Theo vào đó, các cuộc trao đổi diễn ra theo hình thức bốn bên, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hợp Quốc, Ukraine và Nga. Sau các cuộc thảo luận bên lề đàm phán ngũ cốc, cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất cho đến nay đã được thống nhất. 215 lính Ukraine và 10 chiến binh nước ngoài được trao đổi vào tháng 9 năm 2022 với 55 sĩ quan Nga và chính trị gia Ukraine thân Nga. Viktor Medvedchuk. 215 người Ukraine được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh nước ngoài, bao gồm 5 công dân Anh, hai người Mỹ, một người Morocco, một người Croatia và một người Thụy Điển, tới Arab Saudi. Yusuf cho hay, việc Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia quá trình đàm phán sẽ giúp bảo đảm rằng Nga có ít khả năng rút lui, khiến hai đối tác quan trọng phật lòng. Cuộc trao đổi tù bên gần nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra vào tháng 7 với 45 người mỗi bên. Vatican là một trung gian khác. Ukraine đã vận động hành lang thông qua giáo hội công giáo để yêu cầu Nga trao trả tất cả những người không tham chiến như đầu bếp hay y tá. Theo Công ước Geneva, không được phép bắt những người không tham chiến làm tù binh. Trong một động thái hiếm hoi của Vatican, Kirido giám đốc tình báo quân đội Ukraine, đã được mời đến gặp giáo hoàng Francis vào mùa hè năm ngoái. Yusuf cho hay, quá trình hợp tác với Vatican để vận động trao trả những người không chiến đấu đang tiếp tục được xúc tiến. Ukraine đã chuyển các thông điệp và danh sách những người không tham chiến bị bắt cho số thần giáo hoàng tại Kiev, tổng giám mục Vysvandas Kornbogast. Ông sau đó chuyển chúng qua tòa thánh tới giáo hội chính thống giáo Nga ở Moscow. Người đứng đầu giáo hội chính thống Nga, thần phụ Kirill, chuyển thông điệp tới Điện Kremlin, theo một quan chức Ukraine giấu tên am hiểu vấn đề. Trong tháng qua, Qatar đã giúp hồi hương bốn đứa trẻ Ukraine từ Nga, biến nước này trở thành quốc gia thứ ba sau Thổ Nhĩ Kỳ và Ở Rập Suốt, đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận thành công giữa Moscow và Kiev. Một quan chức liên quan đến thỏa thuận cho biết Qatar đã can thiệp vì tính phức tạp của sự việc. Hồi tháng 3, Tòa hình sự quốc tế đã phát lệnh bắt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ủy viên phụ trách quyền trẻ em Nga Maria Lvova Belova, cáo buộc họ liên quan đến việc cưỡng bức di dời trẻ em Ukraine. Nga không công nhận quyền tài phán của Tòa hình sự quốc tế và coi các quyết định của tòa là vô hiệu. Moscow nhấn mạnh trẻ em được di tản khỏi vùng chiến sự với sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để tránh nguy hiểm và sẽ trở về Ukraine khi đủ điều kiện an toàn. Thông thường, Nga chỉ trao trả trẻ em cho người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của chúng, đồng nghĩa cha mẹ hoặc người thân khác phải đến Nga, hành trình khó thực hiện trong điều kiện chiến sự. Có một đường dây liên lạc về trẻ em mất tích giữa thanh tra nhân quyền Ukraine Dmitry Lubinet và người đồng cấp Nga Tatyana Moskalova. Nhưng Lubinet cho biết nó không mang lại kết quả. Họ đã gặp nhau trực tiếp hai lần, một lần ở biên giới Ukraine-Nga vào tháng 10 năm 2022 và một lần ở Istanbul vào hồi tháng 1. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 3, các nhóm trẻ em đã quay trở lại Ukraine đều đặn hơn. Các em được đưa đến vùng cực tây của biên giới Ukraine-Belarus, đi bộ qua biên giới và được tổ chức vì chính phủ Safe Ukraine đón. Lubinet nói rằng, quá trình trở nên dễ dàng hơn sau động thái của Tòa hình sự quốc tế nhưng ông từ chối giải thích chi tiết trẻ em được đưa về với bố mẹ như thế nào. Ông nói rằng, chưa đến lúc chúng tôi công bố cụ thể quy trình. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp